Xin chào cả nhà, mình là bác sĩ Trang, đến từ khoa mắt của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Hôm nay mình muốn nói với cả nhà về chủ đề viêm kết mạc đang thịnh hành hiện nay. Làm thế nào để bảo vệ mắt bé trước dịch đau mắt đỏ? Như chúng ta biết, dịch đau mắt đỏ hiện nay không có vaccine dự phòng, cũng như không có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, việc phòng bệnh vô cùng quan trọng. Trước tiên, chúng ta tạo môi trường thông khí cho chỗ ở của mình, chỗ làm của mình. Chúng ta lưu ý là những vật dụng dùng chung thì tuyệt đối hạn chế, ví dụ như khăn chậu rửa mặt, khăn vệ sinh tay, vệ sinh mắt, điều đó chúng ta phải sử dụng riêng. Quý vị cả nhà, chúng ta cũng thường xuyên giặt các loại như là áo gối, mền, và chúng ta phơi dưới ánh nắng mặt trời, điều đó rất tốt. Bên cạnh đó, một điều quan trọng để chúng ta có thể phòng bệnh là chúng ta không chạm tay vào mắt và thường xuyên vệ sinh tay, nhất là vệ sinh tay cùng với xà phòng hoặc là các loại cồn từ 60 độ trở lên. Đó là một số điều lưu ý để chúng ta phòng được dịch đau mắt đỏ. Bên cạnh đó, nếu như chúng ta có dùng thuốc nhỏ mắt thì tuyệt đối không sử dụng chung với người khác, và chúng ta thường xuyên vệ sinh mắt kính của mình bằng dung dịch thích hợp để bảo vệ an toàn và không sử dụng cho người khác mượn cũng như không mượn của người khác. Một số đo điều cùng với cả nhà để bảo vệ mắt trước dịch đau mắt đỏ. Vậy nhìn thẳng vào mắt người khác có làm lây lan đau mắt đỏ hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem phần tiếp theo nhé.